Đây. Đi hái bưởi à? Đâu phải hái bưởi làm gì đấy? Mình phải rụt bưởi bên trong cho Bi ăn nhé. Đây ra đi, tự đây. Gì đây? Hả? Gì đây? Đi hái
hái bưởi à? Sao người hái bưởi làm gì đấy? Làm sao? Ăn bưởi không cho ăn bưởi rồi mà. Bưởi chán rồi thôi. Đi muốn ăn món gì khác không? Hả? Hái bưởi làm gì? Chứ ăn bưởi chán rồi thôi. Lúc nào cũng bưởi. Đi muốn ăn món gì khác thì bưởi không? Vỏ bưởi. Vỏ bưởi cay nhỉ. À, chị làm chè bưởi nhé. Chị lấy cùi bưởi xong rồi chị làm chè bưởi cho Bi ăn nhé. Ok không? Ok nhé. Để đi lấy nhé. Đi ra cọt vỏ bưởi lấy cùi để làm chè. Ok không? Đi ra chị cọt cùi bưởi làm chè ra. Đi ăn bao giờ chưa? Ừ. Một loại nữa. Một loại lấy đậu xanh ra nhé. Đây, chị lấy đậu xanh ra. Đúng rồi. Trời ơi, nhớ kỹ đấy. Đây, lấy đậu xanh ra này. Đấy nhé, làm nhé. Đây, để đây nha, mình làm thế này không? Đấy, đậu xanh chín rồi thì hấp. Mình hấp đậu xanh trước nhé, tranh thủ lúc hấp đậu xanh thì chị mới đi xe gọt vỏ bưởi, ok không? Hấp đậu xanh trước nhé. Đi, lên bếp, đậu xanh. Đi không? Đi đó. Ây, đây. Lấy luôn đó. Đỗ sống không ăn được đâu. Gà vào đây nhá. Cái kia thì làm xong làm tiếp. Đi ngồi ra để chị bật bếp. Thôi để đấy cho thật tí rồi. Đi xuống đi gặt bưởi nhanh đấy. Đi lấy chị mì. Đi lấy chị mì. Lấy cái mì trong đấy đấy. Nó xoạ xuống rồi đấy. Đấy lấy cái đấy ra. Lấy ra đây. Đấy đúng rồi. Cảm ơn mì. Giỏ chứ. Nào đây. Không mẹ đang đi biết không phải để đi ngồi để chị vào phòng đấy nào đi xuống đi ra ngoài này ngồi đấy vào bưởi em thấy vào bưởi là cùi rồi lấy đứt tay quá này đâu cay lắm xíu chị bóc bưởi ăn bỏ tên ra đi không ăn được đâu bỏ bưởi cay lắm.
Nào vào đây đây. Đưa tay rồi đi. Đây, để chị tách ra cho. À, ta-da. Nào, từ từ để chị thiền nó. Những cái khác là bằng cái ra. Ừ. Cái chia bưởi này mình chỉ dùng cùi bưởi thôi. Ăn được mùa hè này rất là đã khác nha. Chỉ nữa thì hay cho đậu xanh vào này, nước cốt dừa nữa, nấu chung với nước đường. Siêu ngon luôn. Rồi cái ruột bưởi bên trong cho đi ăn nhé. Này, từ từ, chị muốn chị lấy nhé. Này, để ra đi. Được không? Làm được không? Này. Tiếp. Kéo ra đâu? Thế này. Ôi, giỏi quá. Khỏi ăn không hộp. Biên bưởi nha, bác bưởi nha. Hai đôi bụng biên chị. Để bưởi này non lắm. Bưởi này non lắm. Sợ không ngon ấy. Khô lắm. Bái ăn thử đi. Bưởi non khô lắm. Hạt không ăn được. Bỏ hạt đi. Thôi cái này khô lắm. Bưởi non khô không ngon đâu. Cắt đi. Lấy cùi nha. Ôi, này lấy thêm nữa. Cái này không ăn được đâu, chưa ăn được. Nó chát á. Đắng đấy. Đắng, đắng, đắng. Bia. Rồi cắt nhỏ này, xong rồi đi bóc nước. Nào, đây ra đi, tức đây. Để đẩy thấp chị đọc xa. Sao đây ngồi nè. Ngồi đấy. Xong rồi,
Chị lên xả nước để bóp nước này. Đi đi. Đi hồi lùi gì cả xíu. Cái cùi bưởi này kiệt nước phải đã lấy. Thì xíu mình sẽ trộn bột năng. Để cùi bưởi vào đây. Chuẩn bị nguyên liệu đã. Đường này. Chị đánh nữa. Đều có nước này. Nào lui xuống. Ngồi lui dịch ra chị nhớ đúng rồi. Thế thôi, ngọt quá không tốt. Ăn ngọt quá không tốt. Uống luôn à. Quấy cho chúng ta này. Quấy đi. À, nó hút nước còn đầy lên đi. Xanh chín nè. Ồ. Xanh chín nè. Đó, chín rồi đấy. Thấy không? À, bí dích gạo xanh à. Ok rồi, tắt bếp nhé. Mình để đây. Để ra ngoài cho nguội. Thank you.
Nóng Bi ơi, vòng tay đấy. Nước gần sôi rồi kìa. Nước sôi rồi kìa Bi. Cho cái này vào nha. Sôi rồi kìa Bi. Chờ cho sôi tí nhớ nhé. Xong rồi bớt này. Đi ngồi thẳng lên này. Ngồi thẳng lên. Đây, bớt nhé. Bớt bếp đi. Bớt bếp này. Đường nha. Chờ xíu cho nước vào sôi nha. Thôi mình cho mấy cái đồ này vào. Cho nước thêm tinh bột mì vào cho nó sệt lại đi. Chọc cùng bữa đi ơi, đừng mở lửa to chị cháy đâu. Giờ cho đậu xanh vào nha. Để đây, đun lưu chi một xíu. Đi chị ra kia ngồi nhé. Cái này chưa, để dọn cái này. Đi ra ngoài chưa đi. Ra kia ngồi đi. Mình chờ. Chạy đi. Mình chưa xíu. Không có chị múc cho đi ăn nhé. Ừ. Làm gì vậy? Ờ, nấu chị mềm này. Đây, chuẩn bị ăn rồi. Đứng dậy, đứng dậy. Ngồi đấy chờ, lúc thì ra.
tiền đi đây. Nào ngồi vào chỗ đi. Ngồi vào chỗ. Đây chị bút chế nha. Chị ăn cho đi. Đây bút nha. Chị cho đi nào. Từ từ. Nó còn nóng ý, chị còn phải thổi cho Bi nữa. Nóng. Từ. Có ăn cái đấy không? Nước có dừa đấy. Không ăn thì múc làm gì? Từ từ. Thổi đã. Đấy, từ từ. Bi không đụng vào nha. Chị lau kìa cho. Bi đâu có ăn nước có dừa đâu. Bi... Ừ. Ăn đi. Múc ăn đi. Ăn không? Ăn không Bi? Ăn được Bi nha. Chén thử xem. Chị tự bốc nha. Ăn hết chị đã bốc cho. Cho nước cốt dừa vào ngon cực vậy ạ. Này, nó cùng. Không thích à? Không thích rồi. Ngon nhỉ? Có múc quả không? Em chỉ múc nó cho. Ở đây đó. Cái này khó múc rồi. Ăn cái này không? Em thử mà xem ngon không?
giòn giòn ngon cực kỳ luôn. Nó to nhỉ. Ăn thôi, ăn này. Ăn được không? Múc thế nha. Chứ ăn từ bữa đi thôi, ăn chỉ đi. Múc thêm cho. Thôi, bỏ cái thêm, chỉ múc thêm thôi. Bỏ cái này đi. Cho ăn không? Từ từ. Múc thêm nước chè nha. Làm gì đấy? Hả? Này, ăn đi đi. Chỉ múc xúc cái bi nè. Khoái nhỉ. Mày ăn nốt cho này đấy nha. Ta thấy đấy. Nhiều không tốt đâu. Thế rồi. Thế rồi. Thế thôi nhé. Lúc khác ăn tiếp. Đây chị nó mẹ nha. Chơi à?